Vui mừng chào đón quý vị đang đến với chương trình Nhanh như chớp. Hôm nay, đội đầu tiên sẽ là An Vi, Hồ Bích Trâm và Sĩ Thanh. Xin mời. Ba cô gái vô cùng trẻ trung. Bây giờ các bạn đến đây thì chắc chắn sẽ có một đội nữa, sẽ là đối thủ của các bạn. Đội đối thủ của các bạn là đội vô cùng đặc biệt. Lát nữa họ xuất hiện ở đây các bạn sẽ biết vì sao đặc biệt. Mời vào vị trí. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu ngay bây giờ lên sân khấu tiếp theo gồm có Quách Ngọc Tuyên, Lê Dương Bảo Lâm và nam ca sĩ Long Dực. Cái gì vậy? Cái đau vậy? Lộn. Bây giờ mời đội đàn ông vào vị trí. Đội đàn ông vào vị trí. Chào em. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời quý vị nghỉ giải lao trong vài lát. Đầu tiên hai đội hãy cử ra một người. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Ai? Thôi, tự quyển luôn. Em đầu tiên á, em sung quá rồi. Cho em chơi rồi. Đi. Gia đình chắc buồn nó lắm. Rồi, An Vi và bên đây là Long Nhật. Long Nhật. Rồi bây giờ ai sẽ là người lên ghế trước? Em. Khóa tự tăng. Để tự tăng đồng ý không đã. Dạ thôi cho Lâm trước đi. Lê Dương Bảo Lâm lên ghế và em vào bên trong chờ đợi. Dạ. Xin mời. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Cùng Lê Dương Bảo Lâm nhanh như chớp. Tèo đến một con sông nhưng không biết bơi, làm sao để qua sông? Gọi đò. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Hát rất quất nhưng chính xác. Trời không trăng không sao, nhà không có điện, không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Nhờ có đom đóm hoặc là ánh trăng. Không chính xác. Không trăng không, không sao. Trăng không sao. Nhà không sao mà. Lúc đó ban ngày đó em. Trời ơi. Đố gì xàm. Xàm. Tiếp nàng. Trong truyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Quá dễ. Sai thằng lính. Này hỡi thằng lính, hãy đi vô rừng bắt con Bạch Tuyết và lấy trái tim của nó cho ta đem về đi nhé. Bà thọ như vậy đó. Rồi cái thằng lính nó vô nó cắt trái tim con này. Thật sự em có đọc chuyện này. Thật sự luôn, mọi người tin em đi. Không chính xác. Ủa sao kỳ không chính xác, tại sao? Bởi vì bà phù thủy sai người đi đó chính là ông thợ săn. Ai làm chứng cái này? Chuyện của người ta nó vậy mà. Không rồi, thợ săn là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Chương trình sao vậy? Chương trình ơi. Cái này là chuyện này. Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Em lộn nói chuyện mà chú lùn và bảy Bạch Tuyết rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy nói cái ý kiến đi khán giả ơi, phải không? Khán giả không trả lời được luôn anh ơi. Thợ săn á anh ơi. Ai nghĩ là thợ săn, vỗ tay. Em đang bị úp sọ. Úp sọ. Tiếp tục đi. Tại sao bà phù thủy biết thợ săn đã lấy trái tim của con hoảng lừa bà? Tại vì thợ săn đã đem về trái tim thì bà biết thôi. Nhưng mà tại sao bà biết? Thì bà thấy cái trái tim đã đem về cho bà rồi mà. Không chính xác. Vì bà nhờ gương thần. Gương thần, đúng rồi. Ủa quỷ thương thần xàm vậy. Tiếp tục nè. Trong truyện 101 con chó đốm, mụ phù thủy tên gì? Không trả lời được, con không biết á. Trả lời đi, nói lại cái tên nào đó. Long Nhật, cái vụ vậy. Anh nói lại, đọc lại câu hỏi. Trong truyện 101 con chó đốm, mụ phù thủy tên gì? Chó mặt xệ.
Chính xác. Có biết đâu. Vì trong chuyện đó không có phù thủy, chỉ có ba nhà giàu độc ác mà thôi. Câu này dễ. Thật sự luôn. Câu này rất dễ. Trong truyện Thạch Sanh, Lý Thông đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Thạch Sanh cứu công chúa Nguyệt Nga ở đâu? Ở trong hang động. Không, chính xác. Công chúa Nguyệt Nga là công chúa Quỳnh Nga. Chính xác. Đúng rồi. Quỳnh Nga. Tiếp tục. Lý Thông chết hóa thành Thạch Sùng đúng không? Sai. Có một chiêu xài quái. Lấy chuyện này ghép chuyện kia. Trời ơi. Chính xác. Biên tập ơi. Em đã ngộ được vấn đề rồi. Em ngộ được rồi. Quá thông minh. Chuẩn bị hết giờ mới biết. Ủa mà quá thành công gì? Quá thành công gì kệ người ta đi. Bài thơ Áo Lụa Hà Đông đã được chuyển thể thành nhạc hay phim? Phim. Nhạc luôn. Nhạc luôn. Cho trả lời lại một lần nữa. Nhạc phim. Nhạc phim. Nhạc phim. Không, chính xác. Phim hoa phim. Thành nhạc thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên, phim Áo Lụa Hà Đông không liên quan đến bài thơ. Em coi phim Áo Lụa Hà Đông chưa? Anh coi rồi. Dạ rồi anh. Đâu nhắc gì tới bài thơ đâu. Ok, nay mình sai, nay mình sai. Cái câu tiếp theo này nếu mà anh Long Nhật là anh Long Nhật chắc chắn trả lời chính xác. Vậy hả? Cái gì luôn tăng mà không bao giờ giảm? Sắp hết giờ nha. Cái bụng của em. Không, trả lời cá nhân của em là cái bụng của em. Không, chính xác. Luôn tăng mà không giảm, đó chính là tuổi. Hết giờ. Không vui. Vui hồi nãy giờ khán giả rất thích em luôn. Em không thích, không hề vui đó với em. Tại vì em trả lời đúng một câu rồi. Không, nhưng mà rất giỏi là trụ ở đây rất lâu. Cái em giỏi nhất là mang đến tiếng cười cho tất cả quý vị. Đúng rồi. Tạm thời chia tay Lê Dương Bảo Lâm, chúng ta gặp gỡ An Vy. Ừ. Sao rồi? Anh Lâm anh ổn không Lâm? Ổn em, nhức đầu cũng chết cưng ơi. Lại đây Lâm, lại đây. Trịnh trọng thông báo cho em biết anh Lâm đã vượt qua được tất cả là một câu. Trời ơi, hay quá anh ơi. Anh giỏi không em? Giỏi quá anh ơi. Bạn biết mà giả dễ sợ mà bà giả dễ sợ. Trời quá. Nè, giả quá. Em học được sân khấu ra hả? À dạ, tại giờ em còn đi học ở trường bình thường, còn diễn là em làm kiểu tay 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 trái đúng không? Đi học diễn lại nha, hồi nãy diễn giả quá. Rồi, anh nghĩ với kiến thức của em thì chắc chắn em sẽ vượt qua được ba câu. Xin mời. Cảm ơn Lâm. Em đi đâu? Em về đi ngủ. Em đi về luôn đi, ở đây không ai đón em á. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vâng, xin mời quý vị cùng xem anh Vy chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu đầu tiên, trèo đến một con sông nhưng không biết bơi, làm sao để qua sông? Trèo đến một con sông mà không biết bơi, làm sao để lội qua? Đúng rồi. Lấy cái thuyền lấy bơi qua. Chính xác. Em chỉ có thắng một bậc nữa thôi là em thắng anh Lâm đó. Trời ơi. Kỳ Harry ơi, em không cần phải xin nhắc lại. Vậy phải mượn vậy em xin du diêm. Gì bộ đó nào. Rồi coi tiếp theo. Trời không trăng không sao, nhà không có điện, không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Không có đèn cầy thì có đèn dầu. Là nói chung là đáp án của em là gì? Đèn dầu. À đúng rồi. Đèn dầu. Không, chính xác. Giống nhau rồi. Đây trời không trăng không sao. Thì trời nào không trăng không sao? Đời bảo. Do là ban ngày. Đúng rồi. Ôi con bé dù gì nó vẫn hiểu sau khi đã trả lời. Ai đó chưa hiểu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Thỏ săn. Chính xác. Đây. Em ơi. Ở nhà có cũng chuyện đó không? Em cho Lê Dương Vũ Lan mượn đọc lại. Ủa chứ nãy anh Lâm nói là gì? Lâm nói là lính. Nè, chú lính kia, hãy cho mình làm sao? Giờ lấy trái tim về đây cho ta nhé. Trở hỏi ta luôn mà. Câu hỏi tiếp theo. Tại sao bà phù thủy biết thợ săn đã lấy trái tim của con hoảng lừa bà? Tại vì bà có cái gương thần. Hay quá. Hiện tại
khi nào thắng là em phải giơ tay thật cao, đứng lên nhún nhảy, ta là thợ săn, tao phải là lính nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện 101 con chó đốm, mù phù thủy tên gì? Thôi, sao biết được? Karina. Không, chính xác. Khoan, ủa, là, khoan, là trong 101 con chó đốm, đúng rồi, thủy tên gì? Đúng rồi. Sao một chó đốm làm gì có mù phù thủy ta? Sao nãy giờ đã đấy? Gì đấy? Quên, nãy giờ đang bạch tuyết mà. Gì đó? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện Thạch Sanh, Thạch Sanh cứu công chúa Nguyệt Nga ở đâu? À, trong hầm đá. Ờ, à, đúng rồi, hay. Anh trả lời y chang em luôn á. Y chang luôn á. Không, chính xác. Hỏi này chỉ nhắc là Nguyệt Nga ở đâu? Thì trong chuyện này tên là Quyền Nga. À. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Lý Thông chết hóa thành Thạch Sùng, đúng không? Không. Chính xác. Em có biết là hóa thành gì không? Biến thành con gì mà nó đùng đùng bò hung, đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bài thơ Áo Lụa Hà Đông đã được chuyển thể thành nhạc hay phim? Nhạc. Chính xác. Chính xác. Cái gì luôn tăng mà không bao giờ giảm? Mộng. Cái gì luôn tăng mà không bao giờ giảm? Ai cũng vậy hết. Tuổi. Chính xác. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Kế bên bưu điện thành phố Hồ Chí Minh có một con đường sắt. Con đường sắt đó đi tên gì? Hết giờ. Con đường tên là Nguyễn Văn Bình. An Vy đã vượt qua được 3 câu hỏi chính xác và thắng Lê Dư Bảo Lâm 1-0, đã ghi về đội của các bạn. Rồi bây giờ lượt thứ hai sẽ cử ai? Sĩ Thanh bên đây. Anh luôn chứ hả? Chơi anh Nhật. Và bên anh Nhật ra luôn đây. Nhật ơi, nam ca sĩ không có tuổi, Long Nhật. Với cái kiến thức tích tụ 65 năm của anh Long Nhật. Mày bảo có Long Nhật nào đấy? 25 tuổi hả? 25 tuổi thì hy vọng là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn để vượt qua Sĩ Thanh. Và mang về tỷ số chung cuộc là 1-1. Bây giờ ai sẽ là người lên ghế trước? Anh có bị cao huyết áp không? Không. Không, mời lên ghế luôn nhé. Xin mời, mời em vào trong. Anh chơi sao đi? Anh Giang. Nãy mình chơi trước rồi. Biết hôm nay đổi lại. Đổi Sĩ Thanh, đổi lại, có một sự thay đổi. Phút 90, phút bù giờ 91 là đội đây muốn đổi, em có đồng ý hay không? Đồng ý. Mời em lên. Đi em lên. Dạ. Anh đàn ông quá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cùng Sĩ Thanh nhanh như chớp. Người ta thường nói chết đứng như chấm chấm chấm, điền vào 3 chấm. Người ta thường nói chết đứng như trọng. Không, chính xác. Từ Hải. Từ Hải. Đúng rồi, chết đứng như Từ Hải. Trời ơi. Khi nói về ghen tuông, người ta thường so sánh với nhân vật nào? Hoàng Thư. Chính xác. Đoạn Trường Tân Thanh là tên của tác phẩm nổi tiếng nào? Quá dễ. Đoạn Trường Tân Thanh. Tân Thanh. Đoạn Trường Tân Thanh là tác giả tác là tên của tác phẩm nổi tiếng nào? Thơ. Trời ơi, em ngu nhất mà nhau luôn. Bao nhiêu ngàn câu? Hai chị em. Thời gian đang trôi qua. Trả lời đi em. Không nhớ. Ông lão. Ông lão hả? Không, chính xác. Đó là truyện Kiều. Tác phẩm này được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm hay chữ Quốc ngữ? Quá dễ nữa. Chữ Nôm. Chính xác. Tác phẩm này được viết theo thể thơ gì? Trời ơi. Lục Bát. Chính xác. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được miêu tả mây thua nước tóc, tuyết nhường chấm chấm cái gì? Mây thua nước tóc gì anh? Đọc lại. Tuyết nhường. Tuyết nhường. Cái gì? Nhắm đi, nhắm xuống đầu đi. Nghe thôi, nước tóc nước tường gương mặt gì đó, như sương gì đó. Gương mặt như sương. Sai. Không, chính xác. Anh Giang cho em trả lời. Trả lời đi. Dạ thưa anh Giang. Nhục nè, nhục nữa nè. Nhục nữa nè. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Ủa có hả? Đúng rồi, màu da. Đó là
sắc đẹp của Thúy Vân. Anh sai nữa rồi. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được miêu tả mây thua nước tóc tuyết nhường chấm chấm cái gì? Em trả lời là mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Nhưng mà em phải suy nghĩ lại, đó là nói về Thúy Vân. Đúng rồi. Thúy Kiều mang họ gì? Quá dễ mà. Nhà họ gì? Thúy Kiều phải làm gì để cứu gì đó? Họ Nguyễn. Không, chính xác, họ Vương. Nguyễn Thị Thúy Kiều em. Nguyễn Thúy Kiều. Nguyễn Thúy Kiều. Một ngày nọ, đồng hồ báo thức bỗng dưng kêu lên và bạn thức giấc, thì việc đầu tiên bạn sẽ làm gì? Mở mắt. Tắt chuông báo thức. Không, chính xác. Mở mắt trước chứ. Việc đầu tiên mở mắt là gì? Mở mắt trước. Đúng rồi, mới định. Ai ơi, ai ơi, mở mắt thì mới tắt được cái đồng hồ. Em phải mở mắt ra, em nhìn cái đồng hồ em mới tắt được. Một ngày nọ, đồng hồ báo thức bỗng dưng kêu lên và bạn thức giấc. À, đã thức giấc rồi. Thì việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì? Là đã thức giấc rồi. Thức giấc rồi, thức giấc. Giữa quả bóng da là không khí. Vậy giữa chiếc phao bơi là gì? Giữa quả bóng da là không khí. Vậy giữa chiếc phao bơi là gì? Không khí. Hả? Không khí. Không, chính xác. Hết giờ. Giữa chiếc phao bơi rất đơn giản, là một người đang tập bơi không biết bơi nên mới xài phao bơi, đang ở giữa phao bơi. Cảm ơn chị Thanh đã vượt qua được tất cả là hai câu hỏi. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng gặp lại nam ca sĩ Long Trực. Em vượt qua được hai, có được hai đáp án liên tiếp chính xác. Bây giờ anh Long Nhật chỉ cần vượt qua lên được ba câu đáp án liên tiếp chính xác là thắng được đội bên đây. Tỷ số sẽ cân bằng. Rồi. Rồi, xin mời anh lên ghế. Cảm ơn chị Thanh. Dạ. Anh, em tin anh Long. Mang vinh quang về cho đội anh. Nãy chưa có hỏi được câu nào. Em nghĩ đây là thế mạnh của anh đó. Rồi, câu hỏi dễ không à? Làm giờ anh nha. Dạ, cố lên anh đây. Long Nhật sẽ chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp? Câu đầu tiên bắt đầu. Người ta thường nói chết đứng như chấm chấm chấm. Từ Hải. Chính xác. Hay quá anh ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi nói về game tuông, người ta thường so sánh với nhân vật nào? Hoàng thư. Chính xác. Yeah. Anh thắng câu nữa là anh thắng đó. Đoạn Trường Tân Thanh là tên của tác phẩm nổi tiếng nào? Kiều của Nguyễn Du. Yeah. Lấy 10. Lấy 20 triệu anh ơi. Rồi giờ lấy 20 triệu nha. Có lên. Tác phẩm này được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm hay chữ Quốc ngữ? Tác phẩm Nguyễn Du kia Đoàn Trường Tân Thanh là gì? Dạ. À, viết chữ gì? Viết bằng, viết bằng chữ Nôm. Chính xác. Hay quá. Tác phẩm này được viết theo thể thơ gì? Lục Bát. Hay. Chính xác. Tuyệt vời. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được miêu tả mây thua nước tóc tuyết nhường cái gì? Màu da. Dính đòn em luôn á. Anh đã bị dính đòn. Không, chính xác. Mây thua nước tóc tuyết nhường. À, đó là Thúy Vân. Trời dạ, đúng rồi. Bị lộn rồi, bị lộn. Vậy Thúy Kiều mang họ gì? Họ Vương. Đúng chính rồi xác. Một ngày nọ, đồng hồ báo thức bỗng dưng kêu lên và bạn thức giấc, thì việc đầu tiên bạn sẽ làm cái gì? Việc đầu tiên tắt báo thức. Chính xác. Giỏi quá. Giữa quả bóng da là không khí, vậy giữa chiếc phao bơi là gì? Giữa chiếc phao bơi là người, là anh, là người tắm biển á. Người tắm biển. Chính xác. Giỏi ghê. Ở các chợ nổi của đồng bằng sông Cửu Long, xào tre được dùng để treo nông sản được gọi là cây gì? Xào tre được treo nông sản. Cái cây mà ở trên tàu của anh, mũi tàu á, mà treo cái nông sản mà mình sẽ bán á. À. Cái tiếng dành dành cho cái cây đó ở dưới miền Tây người ta gọi là đi cây. Á. Ủa, cái cây tên nó là gì á? Một chữ. Thời gian đang trôi qua. Cái nơm. Cái nơm không chính xác. Cái bẹo. Trời ơi. Anh nghĩ gì? Không biết thiệt. Thả nhẹ nhẹ làm gì mà thả mạnh dữ vậy? Trời đất ơi. Cái lúc ta nói đúng mà thì đưa lên đi. Rồi, hết giờ. Như vậy là với việc là trả lời đúng 5 câu liên tiếp thì anh Long Nhật
dĩ nhiên thắng Sĩ Thanh. Và tỷ số hiện tại của hai đội là 1-1. Hai người còn lại, Trâm và Tuyên, xin mời. Ai là người lên trước? Anh cho em chọn đó, anh dễ mà. Không lấy giờ anh đi giành với em. Anh lên trước đi. Rồi, mời bắt đầu tiên, mời em vào phòng. Vậy là sao? Mãn nguyện luôn hả? Anh bắt học tiên chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi nữa, bắt đầu. Nhưng không phải là tóc là cái gì? Tóc nhưng không phải tóc là... Thì là chân mày, là râu, là... Đó là râu, là chân mày, đó ai gọi là tóc? Tóc giả. Chính xác. Tóc giả. Rồi. Bollywood là ngành điện ảnh của quốc gia nào? Bollywood. Không phải là Hollywood nha, Bollywood. Cái gì? Bollywood. Bollywood hả? À. Là ngành điện ảnh của... Rất nổi tiếng. Hát. Vừa diễn vừa hát. Dạ. Của Hàn Quốc. Thầy đã. À, biết đây. Đấy, hồi nãy anh nói là anh thích em mà đúng không? Dạ. Là Ấn Độ á. Dạ. Bà diễn gì á, bà quên, bà diễn cái gì luôn. Câu hỏi tiếp theo. Cầu gì không bắt qua sông? Cầu gì? Không bắt qua sông. Cầu gì? Cầu mây. Cầu mây sao bắt qua sông được? Chính xác. Rồi. Cầu gì trên trời mà không phải cầu vồng? Cầu gì trên trời mà không phải cầu vồng? Tháng 7. Cậu. À. Thời gian đang trôi qua. Cầu siêu. Cầu siêu hả? Cầu siêu là trên trời. Phải siêu cầu trên trời mà. Không, chính xác. Thì thắng ở trên này chứ đâu. Không. Cầu ô thước. Cầu ô thước á, Ngưu Lan Chất Nữ á. Nãy ta nói tháng 7 rồi. Ờ, tháng 7 Ngưu Lan Chất Nữ con này. Câu đó. Cầu ô thước do con gì xếp thành? Con gì xếp thành cái cầu ô thước? Sao khó quá vậy? Con anh không biết ta? Thôi nha, anh cũng biết anh ơi. Ờ, dễ quá mà ta. Chim. Chim gì? Thời gian vẫn đang trôi qua. Con chim. Con chim gì anh? Biết con chim mà được rồi, trên biển nó bay lên trên trời là con chim nữa chứ. Không, chính xác. Đáp án là con quạ. Con quạ. Cầu ô thước một năm xuất hiện mấy lần? Một năm xuất hiện một lần. Chính xác. Cầu ô thước xuất hiện trong điều kiện thời tiết nào? Trong điều kiện thời tiết là... Ê, phim trường ngoài sao đánh? Cái này thời biết mà ta trường. Đúng rồi. Rằm tháng 7. Thời tiết có nghĩa là nắng mưa gió bão lụt. À lúc đó là trời... Trời mưa. Rồi. Rồi. Mưa ngâu. Rồi, chúng ta chơi đúng đi. Chúng ta chơi đúng đi nè. Cầu ô thước bắt qua sông gì? Quá dễ luôn á. Tè 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 tè. Sông cầu. Trời ơi, trên trời mà. Cầu lại gọi Phú Yên. Ở trên trời. Tè 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 tè. Bài này Long Vân có hát nè. Tè 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 tè. Vẫn không biết. Không biết luôn á. Trả lời đại. Nãy nói xong cầu rồi mà. Rồi, không chính xác. Tức quá hả? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngân Hà, đó là Ngân Hà. Câu hỏi tiếp theo. Cứ sinh nhật lần thứ bao nhiêu thì Harry lại được trồng tặng bấy nhiêu chai nước hoa? Hãy cho biết tính đến sinh nhật lần thứ 5 thì chồng đã tặng Harry bao nhiêu chai nước hoa? Không có chai nào. Hết giờ. Hết giờ. Chúng ta cùng gặp lại cô gái muốn ăn thịt quýt Ngọc Tuyên. Sao rồi anh? Tình hình sao rồi? Như vậy là quýt Ngọc Tuyên đã trả lời liên tiếp được hai đáp án đúng. Tức là chỉ hai câu liên tiếp đúng thôi. Em chỉ cần vượt qua số 2 là... Ôi em sợ không được câu nào luôn á. Xạo bà. Thiệt. Bà giỏi muốn chết rồi mà. Xạo rồi. Xạo không lên. Xạo. Cảm ơn Ngọc Tuyên. Và bây giờ cùng Hồ Bích Trâm nhanh như chớp.
tóc, nhưng không phải tóc là cái gì? Dễ quá mà. Tóc nhưng mà không phải tóc. Gọi là he. Tóc giả. Đang... Bollywood là ngành điện ảnh của quốc gia nào? Diễn viên mà không biết cái này thôi nha. Gì anh? Đọc lại gì? Bollywood. Bollywood, trời ơi, diễn viên điện Hollywood ảnh. Thì nổi tiếng rồi, Bollywood cũng Hollywood là nổi tiếng, thì nổi tiếng rồi. Hollywood là ở đâu? Mỹ. Ấn Độ. Ấn Độ chính xác, Bollywood là Ấn Độ. Câu gì không bắt qua sông? Câu khỉ. Trời ơi, thôi cô. Câu chính xác. Ờ, câu gì cũng bắt qua sông mà. Câu nào cũng bắt qua sông mà. Câu dao bắt qua đâu? Bắt lên ra nhà. Thiệt luôn á, từ từ bình tĩnh suy nghĩ nè. Mới lật đật giống anh Lê Dương Bảo Lâm được. Đúng hả? Câu gì trên trời không phải cầu vồng? Câu gì trên trời mà không phải cầu vồng hả? Quá dễ luôn á. Câu gì ở trên trời mà không phải cầu vồng? Ờ, thì qua là cầu trời. Ừ, em cũng hay cầu trời vậy mà. Cầu trời. Cũng ngang ngửa với cầu siêu của tôi nãy rồi. Cầu siêu hả? Không phải. Đó là cầu ổ thước. Không biết thiệt. Cho viên thuốc an thần. Vậy thì những câu sau đây chúng ta có đọc nữa thì cũng vô nghĩa. Anh em mình giống nhau quá Trâm, thiệt. Ngu như nhau đúng không? Cầu ô thước do con vật gì xếp mà thành? Chắc không biết đúng không? Trả lời đại đi chứ. Con rồng hả? Ừ, rồi. Rồi. Tôi thích quá à. Trả lời mà em chỉ hỏi là con rồng hả? Tại chứ đâu phải con trả lời đâu. Thì anh đâu có nói là trai đúng đâu, anh chưa nói mà. Rồi đọc lại câu hỏi giùm em đi. Cầu ô thước do con gì xếp mà thành? Hai bà nhìn tôi đi, đừng có nhìn bà. Nhìn để vui hơn nè. Trả lời đại đi, hết giờ bây giờ. Trả lời đại để lấy với câu khác. Ê, không biết rồi, đi qua đi. Không, phải trả lời con gì. Phải trả lời. Xếp thành con gì? Cầu thước do con gì xếp mà thành đó. Hồi nãy em nói con rồng rồi đó, sai rồi. Rồi, không, chính xác. Con gì vậy, con gì vậy? Con quả, mới biết luôn đúng không? Thiệt luôn. Lại tới cầu ô thước nữa này. Trời ơi, thiệt luôn á. Cầu ô thước một năm xuất hiện mấy lần? Một lần. Vì sao mà gọi là một lần? Không biết nữa, em nói đại á. Thôi lên đi cho gia đình vui. Thề luôn, không ai nhắc luôn. Thì anh biết mà, anh nhìn ánh mắt em là anh biết. Cái đó gọi là sự thông minh nhỏ nhỏ. Mé mé, lấp lé. Cầu ô thước xuất hiện trong điều kiện thời tiết nào? Này bây giờ anh là người ưu tiên em này. Cầu ô thước là cái cầu mỗi năm xuất hiện một lần vào tháng 7 để cho người là cho nữ gặp nhau. Đó, tự đoán thời tiết, điều kiện thời tiết. Tự đoán điều kiện thời tiết. Quá, sướng quá. Anh đọc lại câu hỏi cho em đi. Tôi thấy hình ảnh của tôi đâu đây nè. Đọc lại câu hỏi nè. Tôi thấy được hình ảnh của tôi đâu đây nè. Cầu ô thước xuất hiện trong điều kiện thời tiết nào? À, không có xuất hiện trong thời tiết nào hết á. Không, chính xác. Còn tiếp tục, cầu ô thước bắt qua sông gì? Trời ơi. Ô lâu. Hả? Ô thước bắt qua ô lâu. Ô lâu là ngoài quê anh, Quảng Trị. Không, chính xác. Hết giờ. Hồi nãy em cũng được hai câu đúng không? Mình bằng nhau luôn á. Ok, dạ. Em anh đưa em xuống. Như vậy là ở lượt vừa rồi, Quách Ngọc Tiên cũng như Hồ Bích Trâm, mỗi người mang về hai câu trả lời đúng liên tiếp. Ở vòng này coi như hòa và chúng ta không tính, tỷ số hiện tại vẫn là một đều. Bây giờ là lượt thứ tư. Ở lượt này chúng ta có quyền cử bất cứ ai ra gọi là thông minh, lanh lợi nhất, hài hước duyên dáng nhất để cố gắng kiếm điểm. Em thông minh à? Chắc mình lên đó anh ơi. À, trời ơi. Em mới thông minh. Không ai ủng hộ cho trời. Không ai ủng hộ. Anh Nhật là học sinh chuyên văn đúng không? Vòng này tụi em sẽ hỏi về toán học. Ai? Long Nhật. Thôi, tôi văn học đi. Rồi, vậy thì Lê Dương Bảo Lâm và An Vy lên. Trời ơi. Anh Long Nhật lên đây. Anh Nhật dòng sao? Nãy mang về mấy câu? À, ba bốn câu. Đây, người đã từng mang về một câu. Ai là kế chứ? Bé An. Rồi. Em Vy. Vy, bé Vy. Bé em Vy. An Vy. Chơi luôn em, chơi luôn. Chơi lại. Rồi, em vào phòng, mời em Vy lên kế. Ok. Rồi,
Rồi An Vy sẵn sàng chưa? Dạ. Cùng An Vy nhanh như chớp. Tác giả của vở kịch Romeo and Juliet là người nước nào? Quá dễ luôn. Đừng nói không biết là đi học có nha. Có mà quên. Thì trả lời đại đi, nước nào? Nga. William Shakespeare ở bên Anh em ạ. À. Một ông lão 70 tuổi ở trong chung cư 20 tầng. Dạ. Nhưng ông không bao giờ đi thang máy, tại sao? Một ông lão 70 tuổi trong chung cư 20 tầng mà ông không bao giờ đi thang máy. Vì sao? Quá dễ. Tại vì ông quá già rồi. Không chính xác. Ông thích thôi. Ông thích rồi là gì? Nhà ông ở tầng trệt. À rồi, dạ dạ rồi. Cái này mà không biết thì thôi nha. Đang học lớp mấy? Em đang học lớp đại học. Mình đọc câu hỏi anh chứ em run quá rồi. Bà chúa thơ Nôm là nói về nhà thơ nào của Việt Nam? Bà chúa thơ Nôm. Dễ quá. Dễ. Em học dở văn. Đà Lạt. Thẳng tiến. Bà Huyện Thanh Quan. Đó là Hồ Xuân Hương. Cố lên. Ông Hoàng Thơ Tình là nói về nhà thơ nào của Việt Nam? Quá dễ luôn á ha. Ông Hoàng Thơ Tình. Không biết. Trả lời tên. Trả lời đại đi để qua câu khác. Một cái tên của nhà thơ nào đó. Trả lời đi để hết thời gian. Thời gian đang trôi qua. Cho em bỏ câu đó được không? Không, em nói tên đại đi, em nói tên đại đi. À, Trường Giang, Trường Giang. Cười cũng đẹp, em làm cái gì cũng đẹp. Em ra đường em còn sáng hơn ánh nắng nữa. Em lần này em thương Trường Giang. À, em chỉ danh Hàn Quốc mà em yêu anh nói sao? Sai, không chính xác. Đó là nhà thơ Xuân Diệu. Trời, cái này lại dễ nữa. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất nằm trong một bài thơ nào của Xuân Diệu? Tên bài thơ đó là gì? Em có học võ văn. Đọc cái tên đi. Tôi muốn tắt nắng. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay xa. Đó, thêm câu nữa rồi đó. Hương. Hương. Bài thơ tên là Vội Vàng. Quá đẹp, biết rồi. Trong bài thơ Vội Vàng, tháng giêng ngon như cái gì? Trời ơi. Toàn lấy thơ chứ không. Ngon. Hôn. Ngon như cặp môi, không chính xác. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Vậy vào tháng giêng âm lịch, cái gì chúng ta không thấy được nhưng hầu hết ai cũng ăn? Ăn Tết. Chính xác. Hãy lên em ơi. Hết giờ. Như vậy là sau một thời gian dài đằng đẵng, An Vy đã mang về được duy nhất là một đáp án chính xác. Mời lấy gì Bảo Lâm. Em nghe là trả lời được một đáp án. Liêu 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 liêu. Đâu có gì đâu, mình giống nhau thôi mà. Okay, anh là IQ cao em nha. Nhưng mà anh thông báo với em luôn, sau đây sẽ là phần đọc của Harry Won kèm theo những câu hỏi về cái bộ môn này, thì anh không nghĩ là em nhúc nhích được cái ghế đâu. Mày anh, mày anh. Em nghĩ anh bỏ cái thi này luôn được không? Bỏ cái gì? Bỏ thi này luôn được không? Không bỏ, em thà chết vẫn không lùi bước. Xin mời. Anh bỏ luôn được không? Không. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Ngày khởi ba quân tức sĩ. Hãy cổ vũ ta đi nào. Dương Lâm trong chương trình Nhanh Như Chớp như thế nào? Câu đầu tiên bắt đầu. Tác giả của vở kịch Romeo and Juliet là người nước nào? Người nước Ý. Đó. Sai. À, sao là em thuộc bài này. Anh thuộc bài này. Ai đưa lối cho nàng tới đây? Ái tình đã xúi ta tìm kiếm. Ái tình đã cho ta lời khuyên. Và ái tình đã cho ta say bét. Ủa kỳ vậy? Em có học cổ điển. Vậy thì cho em hỏi nè, tác giả là ai? Không biết. Trời, Harry Won hỏi là tác giả vở kịch Romeo and Juliet. Là cái đó là bất cứ sinh viên trường sân khấu nào ai cũng biết, cũng phải đều phải học qua. Đúng em rồi. Chỉ quan trọng là nhớ thoại hay không thôi. Còn ai mà viết ra thì không quan tâm lắm. Trời đất ơi, là trời đất ơi. Em nói câu này mấy tác giả nghe buồn lắm luôn á. Nước ngoài anh ơi. Mấy ông nước ngoài mà sao biết được. Thì em nói cho anh luôn nè,
tác giả là William Shakespeare. Trời, là người Anh. Người Anh hả? Dạ. Tưởng người Ý không chứ. Thôi, câu hỏi tiếp theo anh nha. Một ông lão 70 tuổi ở trong chung cư 20 tầng nhưng ông không bao giờ đi thang máy, tại sao? Nghe hiểu chưa đã? Hiểu rồi, tại sao không đi thang máy? Dạ. Bởi vì cúp điện. Đúng rồi anh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không. Đúng rồi. Không. Đúng rồi. Ở đây ta quy định em là bị gì vậy? Ông lão ở trong chung cư 20 tầng, 70 tuổi nhưng mà không bao giờ đi. Không bao giờ đi. Rất nhiều năm rồi, không lẽ cúp năm nào cũng cúp điện. Đúng rồi. Đó cúp điện là đúng rồi. Là cái quy định cái chung cư là chung cư cúp điện. Như vậy là phần trả lời không chính xác. Không chính xác. Nhưng mà vẫn chèn một tràng pháo tay. Đáp án đơn giản, rất đơn giản. Vì sao anh? Ông sống ở tầng trệt. Biên tập vô ghiêng đi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Bà chúa thơ Nôm là nói về nhà thơ nào của Việt Nam? Em muốn đọc một bài thơ về cái người phụ nữ mà làm về bà chúa thơ Nôm. Tức là nếu em đọc đúng bài thơ của người ấy thì không cần phải trả lời tên luôn. Đúng rồi. Và em muốn phổ nhạc vào bài thơ đó. Rồi, bà chúa thơ Nôm là bà sáng tác ra bài. Thân em vừa chắn lại vừa tròn, bầy nồi bà chìm vơi nước non. Ok. Dân nát mất dâu tay kẻ năn, mà em vẫn dư tâm lòng son. Rồi, đây, mời, mời Long Nhật. Em trả lời là đúng rồi đó, nhưng em xúc phạm âm nhạc quá. Em hạ không có một cái tống nào cả. Phố rình luôn. Hạ cái nào ngang. Dạ, đó là Hồ Xuân Hương. Chính xác. Trời quầy đó nha, trời ơi. Rồi quầy rồi đó anh ơi, thắng cái nữa là anh thắng đó nha. Ông Hoàng Thơ Tình là nói về nhà thơ nào của Việt Nam? Vâng, em biết bài này nhưng mà trước khi mà em đọc bài thơ, một bài thơ về ông này. Hai chữ. Hai chữ đúng không? Cái đường này em rất là hay đi ngang luôn, thật sự luôn. Nó nằm ở quận 3, đúng không? Nó nằm ở quận 3. Đi đâu đi, đâu đi. Quanh năm buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Lặng lội thân cò khi quạnh vắng. Không phải, sai rồi. Cãi em anh. Cãi em, cãi em anh. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai, sai. Cái đó là nhà thơ Tú Sương. Tú Sương. Không chính xác. Nhà thơ Xuân Diệu. Ủa Xuân Diệu hả? Dạ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. Chàng trai yêu nhau. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là của Xuân Quỳnh mà. Nè em ơi, Xuân Diệu là hẹn nhiều nay mà sao không thấy anh á? Ủa phải không? Chứ, hồi nãy em nói lên thi đi không chịu. Đây, tiếp tục nè. Dạ. Bài này chắc em biết luôn. Vâng. Tôi muốn tách nắng đi cho màu đường nhạt mớt, nằm trong một bài thơ nào của Xuân Diệu? Quá đơn giản đó với em. Tôi muốn tắt nắng đi. Tôi muốn tắt nắng đi là bài Tắt Nắng. Yeah. Em bắt chơi. Rồi, kết quả đi. Rồi, kết quả là không chính xác. Bài thơ Vội Vàng. Trong bài thơ Vội Vàng, tháng giêng ngon như cái gì? Tháng giêng thường thường thơ là thơ theo phần. Tháng giêng ngon như chuối chiên, ngon như chuối chiên. Thơ là có phần đó. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Không chính xác. Không chính xác. Trời ơi, thiệt luôn á. Rồi câu hỏi tiếp theo. Vậy vào tháng giêng âm lịch, cái gì chúng ta không thấy được nhưng hầu hết ai cũng ăn? Không thấy được nhưng mà ai cũng ăn. Dạ. Thời gian trôi qua em như không ra đi, không hết ra đi mà như người ăn ơi. ăn tiền không chính xác nhưng thật sự đó là ăn tết. Ăn tết. Dạ, hết trời rồi. Như vậy là ở lượt này cả hai người đều vừa có được một câu trả lời. Chị thân mến, lượt cuối cùng này đội nào chiến thắng sẽ là bước vào vòng đặc biệt. Hãy cử ra người cảm giác thông minh nhất. Đội này chắc chắn là cử anh Nhật. Long Nhất, đi ra đi. Đáng rồi. Sĩ Thanh. Anh còn chờ cái gì nữa? Sĩ Thanh còn chân chơi gì nữa? Và thằng cô gái. Sĩ Thanh, anh đi chồng chân đi. Bây giờ ai là người lên ghế? Rồi cho Vi đi, anh đi vô. Anh lên trước rồi. Anh lên trước rồi. Hồi nãy em lên trước rồi. Rồi, mời anh xin tạm đi. Em vào bên trong. Hồi nãy bà Vi lên trước rồi.
cùng anh Long Nhật nhanh như chớp. Xe cộ qua lại tấp nập, con gì nằm giữa đường mà không bị xe cán? Con lương. Chính xác. Hay quá. Gấu có bốn đứa con tên là Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Vậy gấu mẹ tên gì? Tên là gấu mẹ. Nghe lại câu hỏi một lần nữa. Gấu có bốn đứa con tên là Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Vậy gấu mẹ tên gì? Muốn tên gì tên? Nhanh, thời gian trôi gấu qua. Gấu mẹ không có tên gì cả. Gấu mẹ tên là gấu, không chính xác. Gấu mẹ. Vì mọi người không chú ý câu hỏi đã có câu trả lời. Thì anh gấu nói là gấu có bốn đứa con, cũng như là Liễu, Lan, Huệ, Cúc có bốn đứa con vậy đó. Mười người mắc hội chứng bắt chước ngồi trên thuyền, một người nhảy xuống nước, hỏi trên thuyền còn bao nhiêu người? Trời ơi, dễ vậy. Xong nói lại. Mười người mắc hội chứng bắt chước ngồi trên thuyền, một người nhảy xuống nước, hỏi trên thuyền còn bao nhiêu người? Trả lời hết giờ anh. Trả lời đại đi anh ơi. Đại đi. Đại đi. Không còn người nào. Không còn người nào chính xác. Đã là bắt trước rồi đúng không? Bắt trước người kia nhảy theo thôi. Đúng rồi, hỏi bắt trước mà. Đúng là WTO là tên viết tắt của tổ chức nào? WTO hả? WTO là tên viết tắt của tổ chức nào? Thương mại thế giới. Chính xác. Yes. WHO là tên viết tắt của tổ chức nào? Chúng ta dịch qua tiếng Anh để dễ biết hơn. Thời gian lặng lặng trôi qua. Hết giờ. Sinh viên. Su bin của gì anh? Thanh niên. Thanh niên, không chính xác. Tổ chức Y tế Thế giới. Có một người cởi áo trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới. Tại sao? Vì ở chân cầu thang không có ai cả. Trước công chúng mà. À, trước công chúng. Có một người cởi áo. Không chính xác, bởi vì họ cởi áo mưa. Tèo lúc nào cũng nghĩ đến chuyện du học ở Mỹ. Vậy Tèo phải tốn ít nhất bao nhiêu tiền? Tèo cũng nghĩ, sao nói lại? Tèo lúc nào cũng nghĩ đến chuyện du học ở Mỹ. Vậy Tèo phải tốn ít nhất bao nhiêu tiền? Ít nhất. Nhanh, nhanh. Một đô. Không chính xác. Đừng suy nghĩ. Nghĩ thôi thì không tốn tiền. Tại sao con mèo gặp một con chuột, con mèo lại chạy? Dễ mà ta, mấy con em thấy rất đơn giản luôn á. Mèo vờn chuột. Đúng rồi, chạy thì mới vờn nó được, chính xác. Một người đi trên bãi cát nhưng nhìn lại sau lưng thì không thấy dấu chân của mình. Hỏi vì sao? Vì... Một người đi trên bãi cát nhìn lại sau lưng thì không thấy dấu chân mình, vì sao? Vì người bị mù. Bị mù thì mất mới không có dấu chân. Đây, em đang đi trên bãi cát. Đi lui. À, là người đi lui. Chính xác. Không, chính xác là anh trả lời đáp án sau rồi, còn nãy là không chính xác rồi, xuống lại. Không, đúng rồi, ba, đúng rồi. Anh trả lời đúng rồi chứ. Hồi nãy nói người mù mà sao chính xác. Có một cành cây bạn không được bẻ, chặt, đốt, đụng chạm đến nó. Làm sao để cành cây đó trở thành ngắn hơn? Không được gì, không được gì. Không được chặt, bẻ, đụng chạm đến nó. Thì làm sao biến cành cây nó ngắn hơn? Photoshop. Không chính xác. Như vậy là anh Long Nhật đã mang về được tất cả là hai đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng gặp lại Sĩ Thanh. Quá đơn giản anh ơi. Hả? À, lại hỏi văn học nữa hả? Cái này em chiến thắng được. Cái này có hai câu rồi. Trời ơi trời. Anh Long Nhật đã không buồn lòng để việc lên sân khấu, mời em lên ghế luôn. Anh ơi, nghe kỹ câu hỏi nha. Nghe kỹ câu hỏi hả? Suy nghĩ, vận động đầu óc, vận động tay chân. Hồi đầu tiên hơi khó, sau này thì có thể dễ. Nói chung là cái gì không biết thì cứ trả lời đại. Okay. Để mình cứ qua để nó qua đó. Thời gian. Oh yeah. Nhưng mà phải suy nghĩ đã rồi trả lời nha. Vâng, Sĩ Thanh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Yeah. Yeah. Câu đầu tiên bắt đầu. Xe cộ qua lại tấp nập, con gì nằm giữa đường mà không bị xe cán? Con heo. Con gì đây? Con gì nằm giữa đường mà không bị xe lâu cán? Lâu cũng bị đó. Tưởng tượng ra ngoài đường. Tưởng tượng ra ngoài đường cái gì cũng bị cán lên hết. Con kiến. Ừ, nhỏ quá sao cán được? Nhỏ xíu à. Bây giờ có cán cũng không ai biết nữa.
Thiệt. Trả lời con đi. Gì thì hết giờ. Con đường. Con đường. Con đường sao không kém sao đi. À. Con đường á, trả lời con đường. Không thể sai. Con lương. Đáp án là con lương. Con lương hả? Đúng rồi. Cũng đúng vô mà. Mà thấy con lương thì người ta né chứ. Bình thường là vậy. Lâu lâu rồi đâu cán. Rồi. Câu tiếp theo. Gấu có bốn đứa con tên là Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Vậy gấu mẹ tên gì? Gấu có bốn đứa con. Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Gấu thêm mẹ. Gấu mẹ là tên gì? Gấu mẹ tên gì? Trúc, Đen, Trắng, Sọc. Quá, không biết thì quá. Chỉ đơn giản thôi. Chỉ đơn giản thôi. Gấu mẹ. Không xác. Đáp án là gấu. Rồi, tiếp theo. Không phục. 10 người mắc hội chứng bắt trước ngồi trên thuyền, một người nhảy xuống nước, hỏi trên thuyền còn bao nhiêu người? 10 người mắc hội chứng bắt trước, một người nhảy xuống nước, trên thuyền không còn người nào. Chính xác. Không hề nhắc nha, rất công bằng luôn, không hề nhắc. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cố lên. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào? WTO. T-O. WTO em. WTO là bình thường, bình thường là tổ chức của cái gì đó. Là nhanh 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 vội lên em, hết giờ rồi thiệt á. Tổ chức từ thiện. Rồi chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. À, đáp án là tổ chức thương mại thế giới. Rồi, câu hỏi tiếp theo là WHO là tên viết tắt của tổ chức nào? WHO. WHO tổ chức từ thiện. Từ thiện hoài. Không chính xác. Lần này là tổ chức y tế thế giới. Trời ơi. Rồi bây giờ mới lắng nghe nha. Câu hỏi tiếp theo. Có một người cởi áo trước công chúng tại chân cầu thang mà không ai cản, cũng chẳng ai để ý ngó ngàng tới, tại sao? Tại không có ai đó. Trước công chúng không có ai. Trước công chúng, chúng mà. Trả lời cho em không cởi, cởi áo trước cởi công áo. Chúng. Ồ, mà người ta không ai để ý, tại sao vậy? Hỏi mẹo, hỏi mẹo. Gợi ý là hỏi mẹo. Chuyện này rất là bình thường. Đơn giản thôi. À, người ta tắm biển. Không, chính xác. Tắm biển đâu ngồi ăn. Tắm biển. Trời ơi, ngay chung cư mà tắm biển. Dạ, trả lời nhanh đi để điểm. Đáp án là cởi áo mưa hay là cởi áo khoác. Trời ơi. Rồi, câu tiếp theo. Tèo lúc nào cũng nghĩ đến chuyện du học ở Mỹ. Vậy, Tèo phải tốn ít nhất bao nhiêu tiền? Tèo không tốn tiền. Chính xác. Có rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ chưa lên số 2 luôn hả? Giờ có thể là lên nè. Này, cái này dễ nè. Rồi, cái này dễ nè. Tại sao con mèo gặp một con chuột, con mèo lại chạy? Con mèo lại chạy. Tại nó là mèo Doraemon. Tại sao? Tại vì mèo máy Doraemon sợ chuột. Chính xác. Như vậy là hiện tại là bằng điểm đội của anh Long Nhật. Nếu bây giờ vượt lên câu này, có nghĩa là lên số 3 là đội bạn sẽ bước vào đặc biệt. Còn nếu như hòa nhau thì chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ duy nhất để tìm ra đội chiến thắng. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Một người đi trên bãi cát nhưng nhìn lại sau lưng thì không thấy dấu chân của mình. Hỏi vì sao? Hồn ma. Không chính xác. Như vậy là hiện tại hai đội ở lượt này lại tiếp tục hề. Tỷ số cũng vẫn là một đều. Chúng ta bây giờ đi tìm một câu hỏi phụ. Mời hai đội cử ra người ưu tú nhất. Long Nhật, Long Nhật, Long Nhật, Long Nhật. Thôi em đi. Mấy cái vụ mà hay quyết định này là chị hay ao lắm thật. Nó thật, lên đi, lên đi. Anh Long Nhật và bé An Vi, xin mời. Xin mời. Cố lên. Bây giờ là câu hỏi phụ. Chùa Một Cột được xây dựng dựa trên hình tượng loài hoa nào? Xin mời. Hoa sen. Chính xác. Rồi bước vào vòng đặc biệt, đó chính là đội của nghệ sĩ Long Nhật. Yeah. 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 Hay quá. Cảm ơn các bạn nữ và chúc mừng các bạn nam. Hãy cùng bước vào vòng đặc biệt. Bây giờ sẽ là bước vào vòng đặc biệt.
Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi mang tính chất liệt kê và các anh trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút là lấy được 60 triệu. Trời ơi, câu hỏi kỳ này rất đơn giản. Hãy kể tên 20 phương tiện tham gia giao thông. Xe đạp. Xe máy. Đúng. Xe máy. Chính xác. Xích lô. Chính xác. Xe ben. Chính xác. Xe taxi. Chính xác. Xe đạp. Xe đạp rồi. Chính tiếp theo. Xe Audi. Xe bốn bánh. Rồi. Các anh lựa tiếp theo đi. Xe lửa. Chính xác. Xe đạp điện. Chính xác. Tàu thủy. Chính xác. Tàu hỏa. Nhanh xe xích lô. Máy bay. Chính lô có rồi. Máy bay chính xác. Máy bay rồi. Xe lăn. Xe tăng. Xe tăng. Xe tăng không có đáp. Chính xác. Tàu điện ngầm. Chính xác. Xe tàu cánh ngầm. Tàu cánh ngầm chính xác. Nhanh lên. Ghe đánh bắt cá. Chính xác. Xe túc túc. Cano. Chính xác. Nhanh. Quá nhiều miền Tây mà không biết, quá nhiều luôn á. Xuồng ghe đi. Xuồng ghe. Không có. Xuồng. Chiếc ghe. Xuồng. Chính xác. Ba lá. Ba lá. Xe. Ba lá. Xuồng ba lá. Rồi. Sau 60 giây, họ đã mang về được tất cả là 20 phương tiện giao thông. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là để trong vòng 60 giây mà kiếm được, liệt kê được 20 phương tiện giao thông là một điều rất ít đội làm được. Và đội này cũng như vậy, họ không làm được, họ chỉ mang về được 18 phương tiện giao thông mà thôi. Trời ơi! 18 phương tiện giao thông không thể mang về được 60 triệu đồng, rất tiếc. Nhưng có thể mang về 15 triệu đồng. Cũng xin chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình vì được nhiều người yêu thương nên chúng tôi đã có một cái bổ sung. Chúng tôi sẽ mời lại đội thắng cuộc ở trong từng số để chơi với đội thắng cuộc ở trong số khác. Mọi người sẽ còn quay trở lại và sẽ tiếp tục liệt kê 18 đáp án nữa. Cảm ơn tất cả mọi người và sẽ sớm gặp lại thôi. Đó là ước mơ của anh Trường Thanh. Anh sẽ tiếp tục chơi game show. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau trong chương trình Nhanh Như Chớp. Giỏi, mọi người không cổ vũ. Đúng rồi. Mọi người cứ đi tìm đặt đổ sự thông minh của em. Mọi người cứ đi tìm cái lại làm gì? Cháu nó giỏi nhờ mẹ nó nhát. Mặt trăng hoặc là ngôi sao với lại Hollywood nữa. Sao vậy? Chỗ nào càng tối là em xuất hiện là bừng sáng rồi. Trời ơi. Anh Giang. Vậy còn Băng Nhi sao? Băng Nhi thì chỗ nào càng sáng là nó càng tối.